Mới đây, bên lề hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53, các hội nghị tham vấn cấp Bộ trưởng Kinh tế giữa ASEAN và các nước đối tác Australia, New Zealand, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Đông Á đã lần lượt diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế 10 nước thành viên ASEAN và Bộ trưởng Kinh tế của từng nước đối tác. Tại hội nghị, Bộ trưởng các nước ASEAN và đối tác đã trao đổi về tình hình khu vực và toàn cầu trong thời gian qua, những dự đoán cho kinh tế toàn cầu năm 2022 và dành thời gian chia sẻ thông tin, cập nhật tình hình triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh COVID-19 của nước mình, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chung trong khu vực nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch. Các bộ trưởng đã thảo luận và ghi nhận tình hình đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do ASEAN Australia New Zealand, AANZFTA và chỉ đạo cấp kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ đàm phán đảm bảo mục tiêu kết thúc đàm phán nâng cấp hiệp định vào tháng 9 năm 2022. Các bộ trưởng cũng ghi nhận tình hình triển khai chương trình hỗ trợ hợp tác kinh tế trong AANZFTA và đưa ra chỉ đạo định hướng cho hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Australia, New Zealand trong thời gian tới. Các bộ trưởng cũng thảo luận về đề xuất gia nhập hiệp định của Chile. Ngoài ra, tại các hội nghị, bộ trưởng các nước cũng dành thời gian trao đổi với đại diện các phòng thương mại ASEAN, Australia, Hội đồng kinh doanh ASEAN, Australia. Australia hội đồng kinh doanh asean New Zealand liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp nhật bản tại các nước asean và hội đồng kinh doanh asean vương quốc anh để nắm bắt các khuyến nghị của khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh đầu tư thương mại của doanh nghiệp các nước trong khu vực Việt Nam đã tích cực đóng góp ý kiến về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới, nhằm mục tiêu đạt được những lợi ích thiết thực cho Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, như củng cố chuỗi cung ứng khu vực và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi và chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Các hội nghị trên đã kết thúc thành công chuỗi các sự kiện trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 53 và các hội nghị liên quan diễn ra từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2021.